giáo dục và đào tạo luôn được coi là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển bền vững và luôn là một trong những quyết sách được ưu tiên hàng đầu trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Định hướng phát triển và đổi mới giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ quan trọng đã được thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng. Trong đó, Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo chỉ rõ: đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Đối với giáo dục đại học tại Việt Nam, Chính phủ đã chủ trương đổi mới cơ bản toàn diện, đặc biệt thực hiện đổi mới quản lý giáo dục. Trong đó, công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những giải pháp quan trọng để khuyến khích các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo nâng cao chất lượng, đạt các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế. Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cái nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành. Vì đổi mới hướng tới chuẩn hóa, trong đó đặc biệt là chất lượng. Bởi vậy phải có những công cụ để kiểm định là các cơ sở giáo dục, thậm chí cả chương trình đào tạo là đạt cái tiêu chuẩn chất lượng đến đâu so với các tiêu chí và so với cam kết sức mạnh. Bởi vậy cái công cụ kiểm định chất lượng có cái vai trò hết sức quan trọng. Đó là một cái khâu trong cái quá trình quản lý giáo dục, đặc biệt là quản lý chất lượng. Để thực hiện chủ trương đặt ra, từ năm 2002, hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam đã được hình thành. Khởi đầu bằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập phòng kiểm định chất lượng đào tạo trong vụ đại học. Năm 2003, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, nay là Cục Quản lý chất lượng, được thành lập, đánh dấu một bước tiến mới trong sự phát triển của hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam. Năm 2005, kiểm định chất lượng giáo dục bắt đầu được đưa vào luật giáo dục và liên tục được sửa đổi, bổ sung, đưa vào trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục năm 2009, luật giáo dục đại học năm 2012, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học 2018 và gần đây nhất là luật giáo dục năm 2019. Trong thời gian hoạt động, công tác kiểm định chất lượng giáo dục về mặt hệ thống văn bản đã tương đối hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý ổn định và bền vững trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành có nội dung về kiểm định chất lượng giáo dục đại học bao gồm 5 văn bản luật, 1 nghị quyết của Quốc hội và 1 nghị quyết của Chính phủ, 10 nghị định của Chính phủ, 19 văn bản, trong đó có 4 quyết định quy phạm pháp luật. Ngoài ra, để giúp các cơ sở giáo dục triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành 24 văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn cụ thể. Trong đó nổi bật là Thông tư số 04 năm 2016 ban hành tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và Thông tư số 12 năm 2017 ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng tiếp cận với tiêu chuẩn đánh giá của mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN. Các thông tư tạo hành lang pháp lý là thước đo quan trọng giúp cho hoạt động đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo từng bước đi vào nền nếp, góp phần xác định chất lượng thực của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới. Thông tư số 12 năm 2017 quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học cũng hướng dẫn rõ quy trình và thủ tục tự đánh giá, đánh giá ngoài, công tác thẩm định và công nhận cũng như chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học mới bao gồm 25 tiêu chuẩn với tổng cộng 111 tiêu chí đã đưa ra các yêu cầu cốt lõi để giúp các trường xác định được những điểm mạnh, những tồn tại và đề ra các kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng ở tất cả các lĩnh vực hoạt động quan trọng của nhà trường, bao gồm đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Trong đó, chú trọng cả về sở hữu trí tuệ cũng như nâng cao sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Chất lượng có thể nói là một tiền đề vô cùng quan trọng và cũng có thể nói là một phương thức hữu hiệu để giúp cho các trường đại học ở Việt Nam, trong đó có trường Đại học Hà Nội, thực hiện tốt và hiệu quả cái trách nhiệm giải trình với xã hội. Bởi vì các trường đại học hiện tại được trao nhiều quyền tự chủ hơn, và tự chủ thì có nghĩa là các trường được chủ động hơn trong quyết định chuyên môn của mình.
và muốn các quyết định chuyên môn của mình một cách có hiệu quả và có trách nhiệm, thì thực sự trách nhiệm giải trình lại cần hơn bao giờ hết. Trong điều kiện này thì kiểm định chất lượng là phương thức tốt nhất. Những đường lối chỉ đạo, các quyết sách cùng các văn bản pháp luật và bộ tiêu chuẩn mới là những cơ sở và hành lang pháp lý cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục được triển khai một cách ổn định và bền vững, mở đường cho giai đoạn 10 năm từ năm 2011 đến năm 2020 phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đạt được nhiều dấu ấn tích cực. Khi mà kiểm định chất lượng giáo dục đại học được đưa vào vận hành trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam thì chúng ta đã đi được một bước khá dài, đã đạt được những kết quả rất là đáng ghi nhận. Và tôi xin điểm lại một số những thành tựu lớn. Thứ nhất, chúng ta phải khẳng định rằng là cho đến nay thì trong nhận thức và hành động từ cấp cán bộ quản lý đến các đội ngũ cán bộ giảng viên, sinh viên của hệ thống các trường đại học Việt Nam đã có một sự chuyển biến tích cực, xem kiểm định chất lượng như là một cái giải pháp quan trọng để mà duy trì và phát triển nhà trường bằng chính cái chất lượng đào tạo của trường. Thứ hai là cho đến nay thì hệ thống văn bản để phục vụ cho hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong mỗi nhà trường và hoạt động đánh giá ngoài về cơ bản đã đầy đủ, đó thể hiện từ nghị định của chính phủ rồi trong luật giáo dục đại học và thông qua các thông tư và các văn bản hướng dẫn để trên cơ sở đó hoạt động đảm bảo chất lượng và hoạt động kiểm định chất lượng được vận hành. Thứ ba là trên cơ sở như vậy thì có thể nói rằng là cho đến nay thì hầu hết các trường đại học Việt Nam đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, và trong số đó thì nhiều trường đã được đánh giá ngoài. Bên cạnh đánh giá về nhà trường thì nhiều chương trình đào tạo cũng được đánh giá theo chuẩn của trong nước cũng như là chuẩn quốc tế. Cho đến nay thì cái đội ngũ cán bộ để mà phục vụ cho hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng từ bên ngoài đã được chuẩn bị tương đối là đầy đủ. Thì đấy là những cái thành tựu rất là lớn. Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, quy định về kiểm định chất lượng giáo dục, cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của nước ta bảo đảm tính công khai, minh bạch ở tất cả các bước, tự đánh giá ngoài, thẩm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Một trường đại học mà được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn này mà được đạt thì họ sẽ phải có những cái điều kiện bảo đảm chất lượng rất tốt và phải thực hiện được chiến lược phải tốt, có hệ thống tốt và chức năng tốt và có những kết quả nó rõ ràng. Theo quy trình công khai và minh bạch đó, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước, tại Việt Nam có 259 cơ sở giáo dục hoàn thành báo cáo tự đánh giá, trong đó có 231 cơ sở giáo dục đại học và 28 trường cao đẳng sư phạm, 155 cơ sở giáo dục đại học và 9 trường cao đẳng sư phạm được các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước đánh giá ngoài, trong đó 147 cơ sở giáo dục đại học và 9 trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Có 232 chương trình đào tạo hoàn thành tự đánh giá, 156 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài, trong đó có 132 chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Công tác kiểm định chất lượng đã thực sự trở thành giải pháp quan trọng đồng hành cùng việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao khả năng cạnh tranh và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Trong xu thế hội nhập mạnh mẽ hiện nay, thách thức về việc hội nhập quốc tế về giáo dục là một trong các vấn đề lớn của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những năm qua, giáo dục đại học Việt Nam ghi nhận những chuyển biến và đột phá về chất hết sức quan trọng. Theo các yêu cầu và chuẩn trình độ quốc tế từ chương trình đào tạo, cơ cấu nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị hay quy trình quản lý. Việc tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đã góp phần mở đường cho các cơ sở giáo dục đào tạo và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tham gia các mạng lưới tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài. Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo là thành viên chính thức của các mạng lưới bảo đảm chất lượng, mạng lưới quốc tế các tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, mạng lưới chất lượng châu Á-Thái Bình Dương, mạng lưới bảo đảm chất lượng ASEAN đã tích cực tham gia hoạt động của các mạng lưới để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng hiệu quả cho thực tiễn Việt Nam. Thế thì để một cái tầm nhìn dài hạn hơn, đào tạo được cái nguồn nhân lực chất lượng cao, trước mắt là đáp ứng được cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế. Thì việc nâng cao chất lượng đào tạo đấy là trọng trách của các cơ sở giáo dục đại học được đặt lên ở một cái đòi hỏi mới, một cái tầm cao mới. Các cơ sở giáo dục chủ động đăng ký đánh giá theo tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài có uy tín. Cho tới nay đã có 7 trường
và 195 chương trình đào tạo được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài như tiêu chuẩn của AUNQA, CTI Pháp, ABET, ACBFP Hoa Kỳ. Đặc biệt, với những lĩnh vực đào tạo chuyên biệt, công tác kiểm định chất lượng giáo dục đã nhận được sự quan tâm của các bộ ngành liên quan như Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ Y tế nhằm phối hợp nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá và hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện việc cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đã góp phần tác động mạnh mẽ đến việc thay đổi nhận thức và chuyển biến tích cực của giáo dục đại học tại Việt Nam. Bên cạnh hệ thống văn bản hoàn thiện, giai đoạn 2011-2020 cũng ghi dấu ấn đặc biệt trong công tác xây dựng, phát triển và tăng cường năng lực cho các tổ chức và đội ngũ kiểm định chất lượng giáo dục toàn ngành. Theo đó, từ năm 2013 đến năm 2018, đã có 5 trung tâm kiểm định được thành lập và cấp phép hoạt động. Trong đó có 4 trung tâm do nhà nước thành lập, phân bổ tại các tỉnh thành lớn, bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh và thành phố Hồ Chí Minh. Và một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam. Các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đều chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong những năm qua, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã thực sự phát huy vai trò và đóng góp tích cực cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học cao đẳng sư phạm tại Việt Nam. Trong suốt quá trình thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã luôn tuân thủ và hoạt động trên nguyên tắc độc lập, khách quan, đúng pháp luật, trung thực, công khai, minh bạch, bình đẳng, bắt buộc, định kỳ. Trong đó, nguyên tắc độc lập luôn được đưa lên hàng đầu. Với mục tiêu nâng cao chất lượng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đội ngũ cán bộ kiểm định viên luôn được chú trọng quan tâm đào tạo và phát triển năng lực. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao nhiệm vụ đào tạo kiểm định viên cho 3 cơ sở đào tạo là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng. Từ tháng 3 năm 2014 đến nay, các cơ sở này đã đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo cho 1.714 người. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức tuyển chọn và cấp thẻ cho 346 kiểm định viên. Các kiểm định viên sẽ được các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sử dụng chung. Đội ngũ này cũng sẽ được các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng nhằm mục tiêu bám sát với các yêu cầu thực tiễn, cập nhật những kiến thức mới và chia sẻ trao đổi kinh nghiệm. Các chương trình tọa đàm, hội thảo, các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức quản lý giáo dục và chuyên môn kiểm định chất lượng giáo dục thường xuyên được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ trong ngành. Các hoạt động này góp phần vào bức tranh tổng thể của kiểm định chất lượng giáo dục, mang lại những chuyển biến, thay đổi đáng kể trong giáo dục đại học tại Việt Nam. Mà chúng tôi cũng đã nhận thấy rõ và có những cái thay đổi đáng kể. Tôi nói ví dụ như là cái việc mà các cái cán bộ viên chức khi thực hiện các cái hoạt động của mình chất lượng tốt, nhưng phải có cái minh chứng để chứng minh rằng cái tốt đấy là thực sự, cái hiệu quả đó là rõ ràng. Và cũng chính vì thế chúng tôi đã có những cái thay đổi căn bản và nhiều để xác định và phát triển được cái chất lượng đào tạo. Đạt được những chuyển biến tích cực trên có vai trò quan trọng của các cơ quan quản lý trực tiếp, các cấp ủy, chính quyền địa phương nơi các cơ sở giáo dục đặt trụ sở, phân hiệu đã luôn quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo các cơ sở giáo dục chú trọng việc nâng cao điều kiện bảo đảm chất lượng và thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ở địa phương cũng như trên toàn quốc. Có thể nói là trong 10 năm qua thì cái hệ thống bảo đảm chất lượng của Việt Nam đã có cái bước tiến rất là lớn. Trước hết là chúng ta đã xây dựng được một cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cùng những văn bản hướng dẫn, trong đó đặc biệt là những bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục đại học cũng như là đánh giá các chương trình đào tạo được triển khai và được hướng dẫn chi tiết tới các cái cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng. Bên cạnh đó thì những cái vấn đề liên quan tới bảo đảm chất lượng cũng đã được đưa vào những văn bản luật như là luật giáo dục đại học 2012, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật giáo dục đại học năm 2018 cũng như là luật giáo dục năm 2019. Đấy là những hành lang pháp lý hết sức quan trọng để cả hệ thống triển khai như này.
Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng đã xây dựng được một cái hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ, quản lý chất lượng nội bộ bên trong, trong các cơ sở giáo dục đại học. Nếu như trước đây 10 năm thì hầu hết các cơ sở giáo dục đại học đều không có những nhận thức đúng đắn về bảo đảm chất lượng. Nhưng mà cho đến nay thì hầu hết các cơ sở giáo dục đại học cũng đã có những cái phòng, những cái trung tâm hoặc là những cái bộ phận chuyên trách để thực hiện cái việc đánh giá nội bộ, đánh giá trong cơ sở giáo dục đại học cũng như là các chương trình đào tạo, và xây dựng một cái hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong, các văn bản quy chế rồi hướng dẫn theo chuẩn của quốc gia cũng như là áp dụng những cái chuẩn mực của thế giới. Cái điểm thứ ba là trong 10 năm qua thì chúng ta cũng đã tổ chức để triển khai đánh giá trong, đánh giá ngoài các cơ sở và kiểm định các cơ sở giáo dục đại học. Có thể nói là đến nay thì hầu hết các cơ sở giáo dục đại học đã xây dựng xong cái báo cáo tự đánh giá, và 2/3 các cơ sở giáo dục đại học thì đã được công nhận kiểm định ở mức độ quốc gia hoặc là quốc tế về cơ sở giáo dục học, và cũng khá nhiều chương trình đào tạo đã bắt đầu được đánh giá và được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Cái điểm thứ tư cũng rất là quan trọng, đấy là trong cái quá trình triển khai thì chúng ta thấy là nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, của đội ngũ cán bộ giảng dạy cũng như là sinh viên, cả xã hội cũng đã thay đổi rất là nhiều. Chúng ta quan tâm tới cái chất lượng và quan tâm tới những chỉ số đánh giá chất lượng, và cái việc đưa ra những cái việc đảm bảo chất lượng cũng như là đạt chuẩn kiểm định là những cái thức rất quan trọng để thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục học đối với toàn xã hội, đặc biệt đối với người học và cơ quan quản lý nhà nước. Và cái sự nhận thức này thay đổi thì chúng ta thấy là toàn hệ thống hướng tới được nâng cao và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, để cuối cùng làm sao để sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với cái yêu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh một số thành tựu, công tác kiểm định chất lượng giáo dục chắc chắn còn nhiều nhiệm vụ và thách thức trong thời gian sắp tới, bao gồm: 1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản bảo đảm kiểm định chất lượng giáo dục. 2. Xây dựng đề án phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2021-2030. 3. Chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục. 4. Tiếp tục triển khai đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trên cả nước. 5. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra kiểm tra các cơ sở giáo dục. 6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục nói riêng và giáo dục đại học nói chung, nhằm sẵn sàng cho tương lai của nền giáo dục đại học Việt Nam trong thời đại hội nhập 4.0. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học 10 năm chưa phải là một chặng đường dài, nhưng đã đạt được những chuyển biến tích cực nhất định, tạo đà cho giai đoạn tiếp theo đạt những kết quả mới, tạo động lực thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.